I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hi, hello, chào các bạn, mình là Linh đây. Hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về cái em gái có nước da màu xanh ngọc bích không, mình nghĩ là xanh lá cây. Nói chung là qua cái, những cái cảm nhận của mình thì mình thấy nó có cái mùi ông hàng xóm ở đây các bạn ạ. Và đây ông hàng xóm ở đây chúng ta là cái liềm tử thần. Tuy là các bạn nhìn cái kết cấu của nó khá là khác nhau, và nhìn một búa là một cái là búa đúng không? Cái rìu của Darius, và một cái là cái liềm. Cái liềm này chắc đi về Việt Nam cũng chỉ về đi gặt lúa thôi, nhưng chả để làm gì. Nói chung là qua những cái cảm so sánh của mình thì đây nó chỉ hơn về cái bản cập nhật này, nó ngoài cái vẻ đẹp của phải có nói là cái em này cực kỳ là xinh gái đấy, nó rất là đẹp. Thì nó tăng thêm một chút uy lực, nó cho một cái chút này cũng không đáng nói là mấy đâu. Và những cái các chỉ số khác như kiểu tốc độ này, độ cơ động này và cái phạm vi thì nó ngang với cái liềm tử thần. Vậy nên là đây là mình chốt lại một câu duy nhất là cái loại vũ khí này rất khó chơi, cực kỳ khó chơi các bạn. Tuy nhiên là cái gì cũng có cái giá của nó. Nó mất cái gọi là cái độ hot đi ở cái khả năng mà chém quá là chậm đi. Thì tuy nhiên là nó có cái khả năng, nó có chức năng đặc biệt hơn. Tức là nó có cái ấn gọi là, theo mình gọi đây là cái ấn tử thần các bạn. Tức là khi các bạn hạ gục một mục tiêu gì đấy thì nó sẽ có cái ấn ở cái ấn quỷ ở trên đầu nó. Mình không biết đấy, hiện tại thì mình vẫn chưa hiểu cái ấn đấy nó có tác dụng gì không. Chắc là mình nghĩ là chỉ để đẹp mắt thôi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến nghiên cứu kỹ hơn về những cái chức năng của nó.